Chương trình sinh tồn này quả nhiên vô cùng khốc liệt. Con người phải sinh tồn trong vòng vây của những con thú. Cuộc thi này có số tiền thưởng cho người chiến thắng lên tới 3 triệu đô. Một người đang đi xuống hồ nước trong tiết trời không độ. Anh ta xuống để tìm thứ gì đó. To không các bạn? Anh ta phấn khích mang con mồi lên bờ. Con mồi này nặng tới hơn 15 kg. Nó đủ để cho anh ăn trong vòng 1 tháng. Việc săn được một con mồi như vậy là một lợi thế rất lớn đối với người tham gia chương trình. Tiền đề là đừng có gặp sự cố. Thời gian lúc này ngày thứ 22 của cuộc thi. Adam bắt được một con sóc. Anh ta đang chuẩn bị mang đồ về doanh trại. Anh lại nghe thấy bên kia có tiếng một con sóc khác. Anh ta liền rút cung tên ra bắn. Chết mẹ mày. Con thứ hai bị anh ta bắn chết. Dù xung quanh vẫn còn sóc, nhưng anh ta quyết định ra về. Mấy ngày hôm nay thì anh khá may mắn. Mặc dù chưa thể tìm được động vật cỡ lớn để săn, tuy nhiên tạm thời hai con sóc là đủ rồi. Có thịt rồi, có quả rồi. Mục tiêu của anh ta là săn gấu đen. Trong khi đó thì Benji cho rằng việc săn gấu rất tốn thời gian. Thịt gấu cũng không dễ bảo quản. Benji không muốn làm chuyện này. Sáng hôm sau, anh ta quyết định gia cố cho căn nhà của mình. Anh ta vào rừng để lấy gỗ. Anh ta quyết định xây hẳn một cái lều hình chóp mới. Rất nhanh thì anh ta đã hoàn thành xong. Một thí sinh khác trong chương trình là Kelly. Cô biết nơi này sắp sửa có tuyết. Cô muốn gia cố thêm cho chỗ ở của mình. Trước lúc đó thì cô đi tìm thứ gì đó để ăn. Cô phát hiện ra có sóc. Cô rút cung tên ra bắn. Tuy nhiên cô đã bắn trượt. Lúc này cô đã giảm mất 9 kg rồi. Nếu không có đồ ăn thì sẽ rất nguy hiểm. Jessie cũng không khá khẩm hơn là mấy. Hơn nửa tháng mà cô vẫn chưa làm xong cái nhà. Tiến độ phải nói là chậm hơn con rùa. Người khác thì đã ra ngoài săn bắn con mồi. Cô thì vẫn loay hoay trong việc dựng nhà. Tuy nhiên trụ lại được tới giờ phút này thì cô ấy cũng không phải là quá tệ. Dù sao thì cũng khó nói ai là người chiến thắng cuối cùng. Cô vừa làm xong cho mình cái giường. Trái ngược với Jessie, Tom chuyên nghiệp hơn cô nhiều. Từ lúc bắt đầu tới nay, anh chưa hôm nào phải nhịn đói. Anh ta đánh bắt săn mồi và còn làm bẫy. Anh ta cũng có khả năng xây dựng rất tốt. Căn nhà của anh ta được thực hiện một cách rất công phu. Phần lớn nguyên liệu cũng vẫn là gỗ, vì ở đây là trong rừng sâu. Anh còn nhặt đá ở suối về để làm một cái lò sưởi. Phần mái che thì anh phủ lên trên bằng một tấm bạt. Mấy ngày trước thì anh ta đã đặt vài cái bẫy. Hôm nay anh ta đi kiểm tra xem có thu hoạch gì không. Cái bẫy thứ 3 đã khiến anh phấn khích. Nhìn đi các bạn. Oh my god, ngày gì thế này? Một con thỏ bị mắc kẹt trên bẫy. Con thỏ ăn ngon hơn con sóc nhiều. Anh ta mang thỏ về chế biến rồi luộc lên ăn. Đây là con thỏ đầu tiên trong chương trình có người bắt được. Thời gian trôi tới ngày thứ 23. Hoan đang gặp khó. Anh đang múc nước lên và uống. Anh không đun mà uống trực tiếp mà không sợ bị ngộ độc. Điều quan trọng là lúc này anh đã đói bụng 1 tuần rồi. Anh không săn được con mồi nào. Bây giờ anh mang hy vọng và đi câu cá. Anh ta còn làm một cái ván để nối dài ra sông. Sau đó anh ta bắt tay vào việc câu cá. Quả nhiên anh ta đã khiến cá cắn câu. Tuy nhiên anh lại làm gãy cần. Anh chỉ đành thử lại một lần nữa. Quả nhiên lần này anh đã thành công. Tiếp theo đó, anh câu thêm vài con nữa rồi mang về nhà tích trữ. 6 con các bạn ạ. Sau đó anh ta nhóm lửa và nướng cá. Sau 1 tuần nhịn đói, Hoan đã có cá ăn. Kelly cũng chuẩn bị đi câu cá để ăn. Cô ta lập tức tới bên bờ hồ tìm vị trí phù hợp. Cô vừa mới hạ cần thì đã có cá cắn câu. Ai ngờ cô kỹ năng kém và làm đứt dây câu. Cô ta không từ bỏ và tiếp tục. Cũng như Hoan, cô ấy đã câu được cá. Ngoan nào chú em to béo lắm đấy. Cô ấy đã bắt được con cá. Nhìn đi. Oh my god, cô mang về nướng. Cô vừa ăn vừa khoe với camera. Người đàn ông này thì sống một cách khá an nhàn. Anh ta không hề lo lắng vấn đề lương thực. Anh ta còn làm một cái rìu đi chặt gỗ. Anh ta làm một cái giá để chế biến con mồi của mình. Lúc này đã là ngày thứ 25 của cuộc thi. Anh ta cho rằng có lượng thịt này thì anh hoàn toàn có thể trụ tới cuối cùng. Thế nhưng anh không biết đang có điều gì chuẩn bị tới với mình. Mỡ của con mồi thì anh ta đông đặc thành mỡ. Sau đó anh ta tiếp tục đi săn. Anh thấy một con chim. Tuy nhiên anh ta đã bắn trượt 2 phát. Nhưng mũi thứ 3 thì anh đã bắn chết nó. Benji mang con chim tới bên hồ làm sạch. Sau đó buổi tối anh mang con chim về để nấu. Nếu mọi chuyện vẫn cứ tiến triển như này, Benji chắc chắn sẽ chiến thắng. Điều khiến anh không ngờ đã xảy ra. Sáng hôm sau anh ta bị đau bụng. Anh ta bắt đầu luyện công để đỡ cơn đau. Phương pháp này là do anh học của tàu khựa. Có vẻ như nó là thái cực quyền. Sau khi cười lớn thì anh ta cũng chẳng thấy đỡ đau bụng hơn là bao. Anh ta lấy một số loại cây về đun lên uống. Sau đó anh ta nằm tắm nắng. Anh hy vọng bản thân không gặp nguy hiểm. Tình hình của Adam thì lúc này cũng không mấy thuận lợi. Anh ta hình như cũng đang bị dị ứng. Sáng hôm sau, tình hình còn căng thẳng hơn nhiều. Anh ta cũng dự định đi hái thuốc về đun. Mặc dù không biết có hiệu quả không nhưng cũng nên thử. Buổi tối anh ta đun lên uống. Anh ta thấy bụng của mình đã thoải mái hơn nhiều. Benji thì không may mắn như thế. Bụng của anh đang rất khó chịu. Anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang hạ xuống. Tới ngày thứ 27, tình hình của Benji càng thêm nghiêm trọng. Cơ thể của anh ta bị mất nước trầm trọng. Nếu không kịp thời chữa trị, có khả năng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Bầu trời đã có tuyết rơi. Anh ta quyết định gọi điện cho ban tổ chức để rút khỏi cuộc thi. Ban tổ chức nhanh chóng lái thuyền tới đón anh. Thật bất ngờ, với năng lực của Benji, anh là ứng cử viên cho ngôi vô địch.
Tuy nhiên người tính không bằng trời tính. Hy vọng anh ta sẽ hồi phục sức khỏe và tham gia vào mùa sau. Rốt cuộc những đấu thủ còn lại, ai sẽ là người giành chiến thắng? Video tới đây là hết. Cuối video, Adam giới thiệu về một số món hàng. Nếu muốn mua thì nhấn vào link Shopee. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu mọi người thích video này thì nhớ bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Vua Phim Review nha.